Những lần Lisa làm cô giáo trong nhà, Leon rén hết dám cãi chị. Cho đi âm một cái giật nha. Không kêu thế. Được mệnh danh là nữ hoàng giải trí, Hà Hồ dù đã trở thành bà mẹ ba con vẫn tận tâm hoạt động nghệ thuật. Song vào mỗi dịp cuối tuần, nữ ca sĩ lại dành thời gian cho ba con. Đây cũng là khoảng thời gian Hà Hồ chia sẻ hình ảnh của cặp song sinh Leon, Lisa khiến khán giả ngỡ ngàng nhận ra tố chất trị đại của ai nữ nhà nữ hoàng giải trí. Cũng không được đụng, chừng nào mẹ Hà đi ra thì mới được ăn. Nếu ai ăn trước thì sẽ bị phạt ngày mai không được ăn nữa, ok chưa? Chưa đâu. Mẹ Hà nói để chưa mẹ Hà ra mà. Xong luôn. Leon. Tôi ăn món ăn chứ kẹo luôn mẹ ơi. Nhiều lần Lisa như cô giáo của em trai, vì sơ hở là chị em làm này làm kia, gỡ mà Leon có từ chối là nói ngay không cái gì mà không. Cho đi âm một ông cái giật nha. Không. Đang nghịch đồ trang điểm của mẹ Lisa cũng kêu Leon vào chỉ cho quậy cùng thì đúng là chỉ chị đại ở nhà mới làm được rồi. Hồ Ngọc Hà đã trở về sau chuyến công tác nước ngoài. Lisa và Leon ra tận sân bay đón mẹ. Leon hỏi mẹ rất nhiều chuyện nhưng vì giọng hơi to nên bị nhắc nhở nhẹ, nói bé thôi nè, nói to thế. Sau đó, Hà Hồ đề nghị cặp song sinh hôn mình. Leon còn lém lỉnh bảo, hai đứa hôn mẹ luôn. Còn Lisa lại cực tình cảm và tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của mẹ mình. Lỡ mẹ mệt mỏi thì sao? Và còn đưa cho mẹ bình chai nước và đề nghị mẹ mình uống đi cho khỏe. Máy bay á hả? Hay là đi tàu được rồi. Màu á? Dạ. Mà tôi kia. Một cái nhìn hai bạn mẹ. Hai đứa không mẹ luôn. Hai đứa không mẹ luôn. Mẹ mệt mỏi thì sao? Mẹ. Lisa và Leon đã có màn tranh tài tranh sức cực hài hước khi đua tốc độ ăn mì với trọng tài là mẹ. Theo đó, Hà Hồ đã chia sẻ khoảnh khắc cặp song sinh ăn nhiệt tình và dành lời khen cho Lisa khi cô bé xử lý bát mì đầy dinh dưỡng một cách ngon miệng. Tuy nhiên, khi nữ ca sĩ hỏi hai bé, Leon ăn sắp hết rồi à, Lisa lại nhanh chóng phủ nhận hộ em trai vì cô bé không muốn mất ngôi vị ăn nhanh nhất. Trong khi Leon bất ngờ trầm tính và ăn trong im lặng thì Lisa lại liến thoáng, vừa đáp lại lời khen của mẹ, vừa đua tốc độ với em trai. Chuyển qua tiết mục tập thể dục, Lisa cũng tỏ rõ thái độ chị đại không ngán bất cứ trò nào. Nếu Leon chọn chiếc cầu trượt nhẹ nhàng thì Lisa lại tiến thẳng đến chú ngựa gỗ và chơi với tâm thế không sợ ngã. Sự thay đổi của ái nữ nhà Hà Hồ khiến khán giả bất ngờ vì trong những hình ảnh trước cô bé luôn mỉm cười nhẹ nhàng. Hà Hồ thường dành chọn thời gian cuối tuần cho cặp song sinh đáng yêu. Không chỉ cùng hai con đi dạo và đi chơi, Hà Hồ còn tích cực giúp Lisa và Leon tập thể dục nâng cao sức khỏe. Chính vì vậy mà vóc dáng của cặp song sinh luôn nổi bật dù còn nhỏ tuổi. Dù chỉ tập luyện như một cách để vui chơi thoải mái ngày cuối tuần nhưng Lisa và Leon nhà Hà Hồ lại có khá nghiêm túc với các bài tập dù trong nhà hay ngoài trời. Tinh thần trị đại của ái nữ nhà Hà Hồ cũng vì vậy mà ngày một tăng khiến khán giả bật cười khen ngợi. Bấm nút theo dõi kênh nhé.